Nhiều năm nay, tuy đã sử dụng nhiều cách để cải thiện cân nặng của mình, nhưng anh Tân vẫn không đạt được mục tiêu như mong muốn. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống thường ngày của anh, mà anh còn thấy tự ti trong giao tiếp bạn bè, công việc. Tôi bị gầy lâu năm, do công việc tôi phải tiếp xúc nhiều với khách hàng, nên tôi cảm thấy rất tự ti về vóc dáng đấy. Mặc dù tôi đã ăn uống bổ sung các chất dinh dưỡng nhiều, nhưng tôi không thấy tăng cân, mà ngược lại, tôi cảm thấy mệt mỏi và mất ngủ. Trong một chuyến công tác, đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu cho tôi một sản phẩm viên uống tăng cân Tamino. Sau một thời gian sử dụng, tôi cảm thấy ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Sau một tháng sử dụng, tôi tăng được 4kg. Tamino, giải pháp hoàn hảo cho người gầy lâu năm. Hotline Dược sĩ Tư vấn 0902 323240, website tamino.vn.